Chuyến bay Dreamliner đầu tiên của Air India vừa đáp xuống sân bay Sydney của Úc vào ngày 30 tháng 8, đánh dấu sự trở lại của đường bay trực tiếp Ấn Độ-Úc sau 22 năm gián đoạn. Theo cơ quan điều hành sân bay Sydney Úc năm 2012, có khoảng 140.000 lượt khách qua lại giữa New Delhi và Sydney thông qua các hãng hàng không trung gian. CEO của Air India Rohit Nadan cho biết, trước đây, thời gian cho một chuyến bay gián tiếp giữa Ấn Độ và Úc vào khoảng 20-22 giờ. Với việc thành lập đường bay trực tiếp này, thời gian bay sẽ được rút ngắn lại chỉ còn 12 giờ, tiết kiệm 40% thời gian. Tôi mong đường bay này sẽ thu hút nhiều lượt khách hơn nữa. Điểm quan trọng là đường bay này chúng tôi sử dụng chiếc 787 của Dreamliner đời mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất. Chiếc máy bay sử dụng cho chuyến bay này là dòng 787-800 cải tiến của Boeing, với 256 chỗ ngồi, có khoang dành cho doanh nhân. Thứ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Ấn Độ Mastersway cho biết, đây cũng sẽ là cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Úc. Đây là một biểu tượng của Ấn Độ hiện đại hóa và tăng trưởng tốt, hội nhập tốt. Tôi tin là qua việc thiết lập đường bay thẳng này, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Úc sẽ được thắt chặt hơn nữa.